Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để review chi tiết về chiếc xe đầu kéo ba chân Mokben tự đổ anh em nhá, một tỷ lệ 1/16. Mình mới đóng xong cái đây vài ngày thôi. Hôm nay mình sẽ review chi tiết những cái cách làm và những cái vật liệu mình sử dụng anh em nhé. Đầu tiên là mình sẽ review từ cái đầu của xuống này. Cái cabin này thì là cabin, nó là cabin Mercedes anh em nhé. Cabin này là mình mua ở Shopee này, tháo ở con xe, mua con xe mô hình về tháo rồi lấy cabin này. Nó đó, tháo ra lấy cabin anh em ạ. Cabin này nó là chiều rộng là của bì 13 phân anh em ạ. Đó, cái này là con này nó form nó giống với của con cabin của con xe Ben Double E590 ấy. Cái form nó giống nhau, kích thước nó giống nhau, nó chỉ khác một số phần là nó không có cái logo Mercedes ở đây với cả cái màu của nó là màu vàng anh em. Anh đây là mình sơn lại thành màu sáng bạc giống với con E590 rồi đó. Còn hệ thống điện của con xe này thì mình sử dụng hệ thống điện hai con ESC 480A nha anh em nhé. Một con để chạy cho đầu kéo, một con chạy cho hệ thống Ben em ạ. Và TRX thì mình sử dụng TRX là Turbo RCX6. Con xe này thì mình không lắp led anh em nhé. Hộp số sử dụng hộp số 370 một cấp phun kim loại. Đây ở dưới gầm này cho anh em xem, thì nữa mình sẽ đặt gầm cho anh em xem kỹ hơn. Servo sử dụng servo MG90S. Cầu thì hệ thống cầu sử dụng 3 cầu CNC của WPL. Phun kim loại, mâm sử dụng mâm WPL phun kim loại em nhé. Đó, lốp thì lốp WPL 10 cái, đằng sau là kép em nhé. Đó, pin thì sử dụng pin LiPo 2S 2200 dòng sản 30C. Đó, ở đây mình sẽ đấu một cái đường dây điện chờ để nối ra phần remote Ben ở sau này cho hệ thống đua, hệ thống nâng Ben ở sau anh em ạ. Đó, tiếp theo là mình sẽ lật cái cầm đây anh em. Đây là cái phần cầm của chiếc xe đầu kéo đây. Cầu sử dụng cầu CNC phun kim loại WPL cân đăng kim loại, hộp số một cấp phun kim loại, servo 1G9S, nhíp trước còn nhíp thường, nhíp đơn anh em nhé, chứ không phải nhíp mật hồ. Nhíp này cũng là nhíp kim loại luôn này. Đó, nhíp sau thì là nhíp bình. Khung sườn này, cái phần bình dầu này trang trí là mình làm bằng vật liệu là alu và nhựa PVC anh em nhé. Đó, đây, phần khung sườn này thì làm bằng nhôm. Đây phần móng ngựa đây. Cái này là cái pad nắp đèn hậu nhưng mà mình không lắp led anh em ạ. Đây là cái phần tạo vẹt đuôi của nó đây. Phần chắn bùn này thì mình làm bằng nhựa PVC anh em nhé. Cửa này mở đấy anh em ạ. Trong này công tắc nguồn để hết trong này hai cái công tắc nguồn của hai con này ESC và RX mình thì ngoài luôn này. Cabin này thì nó mở được cái nóc anh em ạ. Cái này có thể lắp bằng đèn vào trong anh em nhé. Này mình lắp cái bộ hai chiếc cái đèn xoay 360 độ vào đây cũng được. Đó, tiếp theo mình sẽ đến phần rơ móc của nó anh em nhé. SC ở trong cabin này để nối ra cái dây chờ và ra hệ thống nâng Ben anh em ạ. Đây mình làm cái rắc cắm để có thể lúc nào không cần anh em có thể rút ra để tách cái móc ra anh em nhé. Đây là phần móc của nó đây. Phần khung sườn mình cũng làm bằng nhôm này. Đó, hai cái phần hộp dầu này là mình cũng làm bằng vật liệu là alu và vật liệu PVC. Chân trống thì mình làm bằng sắt hổ kẽm này. Đây là hai con servo trục vít mình dùng để nâng Ben anh em ạ. Đây hai cái dây điện để nối ra đây. Nối tới đây để cắm vào đầu kéo cấp điện cho cái hệ thống nâng Ben. Đó, đây là phần mình dùng hai cái cầu trục của GRC để làm một cái cầu trục của móc em nhé, cầu visa nhé. Lốp này là mình dùng hai cái mâm lốp của con WPL C34 này, sau đó mình chế thành mâm kép anh em ạ, chịu tải rất là khỏe luôn.
Đó. Phần rơ móc này khá nặng anh em ạ, nó phải nặng tầm khoảng 4 cân hơn 4 cân đấy, không phải nhẹ đâu. Đây mình sẽ hạ cái thùng be xuống để cho anh em xem cái thùng be này. Đây mình sử dụng cái kênh 4 để hạ be này. Đó, hạ be đấy. Đây là hạ be rồi anh em ạ. Đây là cái thùng be anh em nhé. Thùng be mình làm theo cái dạng thùng của xe tải Hovo. Là nhiều móc ben Sinochak ấy. Đây là móc ben 20 anh em nhé. Cái thùng này thì mình làm bằng vật liệu là alu. Cái thành thùng này mình kẹp bằng 3 tấm alu, à đâu, 4 tấm alu 2 ly còn ghép vào nhau. Đây những cái thành này đây là alu hay em nhé. Cần cái nẹp này này. Để cái nẹp thành thùng này là mình làm bằng cái nhôm U10. Cái này là cái V nhôm VV2 này. Toàn bộ là alu hết anh em nhé, alu và nhôm. Trông là alu thôi nhưng mà rất là chắc chắn anh em ạ. Đây mình bắt ốc hết, cứng cáp hết đây luôn. Thùng này anh em chở thoải mái luôn. Đây. Cái thùng này là chiều dài của nó là dài là 50 cm. Phần chassis là dài 45 phân. Nên là cái bậc đít này. Đây mình làm bắt bản lề đây để mở điện bậc đít này. Đây quay anh xem phần sau, đây là cái phần cản sau để mình giúp anh lắp đèn hậu thì lắp ở đây anh em nhé. Đây là phần chắn bùn này, đây là cao su này. Cái này là cái rè này là bằng nhựa PVC anh em nhé. Đây soi anh em mới gầm rơ móc này. Nhíp mình đã tăng lên nhíp rất dày để chịu tải khỏe. Nhíp này thì anh em có thể chở được hơn chục cân thoải mái luôn. Đây mình sẽ lên bên cho anh em xem này. Đó. Bên lên khá là cao anh em ạ. Đây. Phần xích lanh này là nó thấy anh em bảo mình là xích lanh này đẩy có vẻ yếu nhưng mà mình nói với các bạn là không được yếu nhá. Cái trục vít này thì nó là servo là hình như là 9 hay 13 cân đấy. Nó đẩy hai con này nó mới đẩy gần 2 yến. Này các bạn cứ yên tâm đi, đẩy một ven đất này nó đẩy thoải mái luôn. Đó. Những cái xương này mình làm bằng nhôm hết này. Xương thùng ben này. Đó. Đây là phần chassis của rơ móc. Đấy. Cái hai cái phát này để mình làm ở đây để lúc nó hạ thùng ben chúng nó sẽ kẹp vào hai cái thành sườn ben này để cái ben nó sẽ không bị lắc lư anh em nhé. Đây mình sẽ quay một vòng xung quanh chiếc xe cho anh em xem tổng thể chiếc xe này. Khá là to anh em ạ. Cái con xe này cũng khá là nặng luôn, dù cái móc nó rất là ngắn nhưng mà cái thùng ben này rất là nặng luôn. Con xe này nó phải rơi vào tầm khoảng trên dưới 5 cân. Đó, rất là nặng luôn. Đấy, hôm nay anh em mình đã review cho anh em chiếc xe đầu kéo 3 chân 6x6 3 cầu móc ben tự đổ 20 anh em nhé. Anh em xem nếu mà có ý kiến thì có thể comment phần dưới phần video và nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.